xã Tân Châu, tỉnh An Giang, cùng huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, bà con cô bác ở hai địa phương mình đã gắn liền hình ảnh bến phà Tân Châu Hồng Ngự đôi bờ dòng sông Tiền. Cần thiết xây dựng cây cầu Tân Châu Hồng Ngự giúp hoàn thiện hệ thống giao thông đường quốc lộ N1 cũng như hình thành tuyến đường an ninh quốc phòng vùng biên giới, các phương tiện giao thông sẽ không còn phải lì phà sang sông. Nếu cây cầu Tân Châu Hồng Ngự được khởi công xây dựng, đây sẽ là cây cầu thứ 6 được bắc qua dòng sông Tiền sau cây cầu Gạch Miễu 2 đang được triển khai xây dựng, cầu Mỹ Thuận 2 và cây cầu Cao Lãnh. Chúng ta có thể gọi vùng đồng bằng sông Cửu Long là nơi sở hữu nhiều cây cầu chơi văn nhất Việt Nam. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem quy mô xây dựng cây cầu Tân Châu Hồng Ngự sẽ như thế nào. Áp lên bản đồ địa lý, ở khu vực thị xã Tân Châu, huyện Hồng Ngự thì đường dẫn cây cầu Tân Châu Hồng Ngự sẽ được kết nối từ đường quốc lộ 80B, sau đó vượt dòng sông Tiền, điểm cuối kết thúc tại đường tỉnh 841 ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Có 3 phương án hướng tuyến để xây dựng cây cầu Tân Châu Hồng Ngự. Có thể phương án như trên đồ họa cô chú và các bạn đã xem sẽ được phê duyệt xây dựng. Quy mô cầu Tân Châu Hồng Ngự sẽ xây dựng rộng 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, bề rộng cầu 20,5m, sẽ có thiết kế kiểu dây văng như các cây cầu Cao Lãnh, cầu Mỹ Thuận, cầu Gạch Miễu. Đơn vị tư vấn thiết kế cũng sẽ tính toán xây dựng ít nhất phải rộng 4 làn xe cơ giới để cây cầu không bị quá tải, kẹt xe trong tương lai 10 đến 20 năm sau. Do khó khăn trong cân đối nguồn lực nên trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, Bộ Giao thông Vận tải chưa thể bố trí được nguồn vốn để đầu tư tuyến đường N1 qua tỉnh Đồng Tháp và công trình xây dựng cây cầu Tân Châu Hồng Ngự. Hiện nay đang xây dựng đường quốc lộ N1 từ thị xã Tân Châu đến thành phố Châu Đốc của tỉnh An Giang. Theo Bộ Giao thông Vận tải, tại quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ năm 2025 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1454 ngày 1 tháng 9 năm 2021. Tuyến đường quốc lộ N1 có quy mô tổng chiều dài 235 km, quy hoạch xây dựng đường cấp 3, cấp 4 đồng bằng với 2 đến 4 làn xe cơ giới. Bộ Giao thông Vận tải đã thống nhất với ý kiến của tỉnh Đồng Tháp và tỉnh An Giang về sự cần thiết đầu tư xây dựng tuyến đường N1 qua tỉnh Đồng Tháp và công trình cầu Tân Châu Hồng Ngự sẽ góp phần tạo điều kiện phát triển kinh tế của tỉnh Đồng Tháp cũng như liên kết vùng tỉnh An Giang, tỉnh Kiên Giang. Đây sẽ là cây cầu dây văng thứ 9 được xây dựng tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, giúp hệ thống giao thông đường bộ được kết nối thông suốt cũng như phát triển kinh tế xã hội của vùng đất miền Tây sông nước. Cảm ơn cô chú và các bạn đang xem video. Có thông tin mới nhất về dự án xây dựng cây cầu Tân Châu Hồng Ngự, tôi sẽ cập nhật đến tất cả mọi người cùng xem. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong video mới nhất.